Con này có mã là F3-5ES và giá là 4 triệu. Âm ly này đánh 2 đôi loa AB cộng B, chỉnh bát chép, cân loa và các đường vào âm thanh đầy đủ. Con âm ly này tôi mở nội thất ra các bác nhìn sẽ rất phê mắt luôn, rất phê. Nó cực gấu, đánh rất khỏe. Công suất là 193W điện 100V. Thông tin địa chỉ của tôi rất rõ trên tấm biển, quý khách hàng có thể đến tận nơi. Đây là thông tin về trở kháng của loa. Trở kháng từ 4 đến 16 ohm, AB cộng B. Số series 373, 193W, 100V, sản xuất tại Nhật, F3-5ES. Các đường vào âm thanh, mở cái nắp ra các bác cùng xem nhé. Nặng như cối đá luôn, nó đặc chắc. Xin mời anh em chiêm ngưỡng bên trong. Bên trong là đặc kín linh kiện và có hai quả bom như kiểu là đang găm trên, đang được lắp ở trên hai cái càng máy bay chiến đấu. Các bác nhìn nó giống không? Đó. Hai quả bom kinh khủng không? Nhìn hai quả tụ này phải nói phê đã mắt kinh khủng luôn. Và cái nguồn của nó thuộc dạng siêu to, siêu to các bác nha. Cái nguồn này nó kết hợp, nó làm cho cái âm ly này nặng này. Nó nặng lắm con âm ly này. Và nó đánh khỏe, đánh hay. 4 triệu đồng, bãi zin, xịn sò. AB cộng B. Tôi chỉ kết nhất hai quả tụ này. Chạy sò than. Bám ở cái tản nhiệt đây, tản nhiệt cũng rất là chắc chắn. Gấu. Nói chung là bên trong chẳng chịt linh kiện rất nhiều. Hai con tụ này lại còn hai con tụ bé này nữa đây. Quá gấu luôn của đồng. Mời các bác nghe to hơn để các bác cảm nhận cái chất gấu của nó nhé. Căng đét luôn. Các bác có vang ghép vào con đồng bì này quá ngon để hát karaoke và những đôi loa chính hãng. Ngày xưa tôi có người yêu rất đẹp ở xóm đàn. Những buổi tan trường thường hay tìm nhau say mơ ước ngày sau. Nhặt cành hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên áo lụa xanh cỏ lá. Say xưa trao nhau kỷ niệm phút giây ban đầu, tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai màu. Cái chất âm mà nó thể hiện ra qua bài hát nó quá dày dặn, quá dày dặn bởi vì cái nội lực của nó gấu. Góc cạnh đẹp các bác nhá, góc cạnh đẹp, quay rất gần để các bác có thể nhìn rõ. Vâng, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Giá chuẩn tại cửa hàng tôi là 4 triệu. Giá tại cửa hàng thì các bác ở xa sẽ mất tiền vận chuyển. Rất hiếm khi có một con âm ly mà có cái cấu tạo, có cái tụ nó kinh khủng như thế này.